Cháu xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tám Giác Mạch. Trong thời gian vừa rồi thì cháu Hiệp cũng có khá là nhiều việc và cũng khá là nhiều cái video, tần suất video là chia sẻ với các hoàn cảnh khác rất là nhiều. Và từ đó là có rất là nhiều quý khán giả hỏi tiến độ của nhà chú đến đâu rồi, sao không thấy chia sẻ. Đấy, đấy là một trong những cái điều, cái lý do mà cháu Hiệp không chia sẻ nhà chú, đó là rất là nhiều hoàn cảnh đang nhờ cháu Hiệp lên sóng để giúp đỡ. Trong đó có anh Pó thối hai đôi chân đấy, hai cái bàn chân đấy. Thứ hai là có gia đình của em ba mẹ con máy 20 tuổi. Rồi là trong thời gian tới là cháu Hiệp còn đi chia sẻ một câu chuyện của một người mẹ nữa, cũng nuôi hai đứa con và ngủ trên chuồng bò. Do vậy là rất là mong quý khán giả sẽ theo dõi từng cái thước phim một trên kênh Tám Giác Mạch. Và mọi người đừng quên đăng ký nhé, bấm đăng ký thì khi có video mới thì nó sẽ thông báo với tất cả mọi người. Và mọi người sẽ xem được, cũng như là được xem những cái thước phim về những cái hoàn cảnh mới. Thì từ đầu thì cháu Hiệp cũng đã chia sẻ rồi là đối với công việc làm nhà ấy, thì nó không có một cái gì cả. Thế nên là lâu lâu anh em mình sẽ đá một tập, chia sẻ một tập để các bác, các cô, các chú biết được cái tiến độ của căn nhà xem là đến đâu. Chứ không chia sẻ liên tục, bởi vì là chia sẻ liên tục thì nó cũng chỉ là cái bức tường đấy thôi, nó cũng chỉ là cái mạch vữa, mới cả là đội thợ thì vẫn như cũ. Đấy, chỉ có chăng là tiến độ thì lâu lâu chia sẻ thôi. Thì trước khi chia sẻ căn nhà của chú thì cháu Hiệp mong muốn một lần nữa mọi người sẽ cùng nhau xem những cái thước phim về những hoàn cảnh mới, rất có khó khăn. Đấy, rất là khó khăn. Ví dụ như anh Pó chẳng hạn bị cháy xăng và hoại tử đôi chân ấy, rất là khó khăn. Đấy. Rồi là em máy hai con. Đó. Mọi người cùng xem và cùng chia sẻ thì các hoàn cảnh đó mới được giúp đỡ. Đấy. Hôm nay thì tiếp tế cho anh em một ít lương thực, đó là rau xanh. Ngoài ra thì hiện tại chia sẻ với quý khán giả, tất cả mọi người, trong tháng 4 này, tức là tháng 3 âm lịch thì cháu Hiệp triển khai chương trình khuyến mại lớn. Khi mà mọi người mua 5 lít mật ong Bạc Hà hay là 5 lít mật ong Khoái thì sẽ được tặng 2 lít mật ong rừng nhé. 2 lít mật ong rừng. Đấy. Mọi người mà có nhu cầu thì cùng nhau gom góp và ủng hộ cho cháu Hiệp một đơn hàng. Ui. Bố ngư là nhìn quá ư. Ờ, gì đấy? Để ấy à, để làm giàn giáo à? Ui dồi ui. Vâng, chào các bác thợ chính. Chào anh. Chào mình đang nghỉ học bài đâu. Bà đừng mừng nhanh nghéo. Bố không lấy nữa. Hút xe nữa. Sáng nay mới xây à? Sáng nay mới xây mà đã được như này rồi. Ồ, tiền còn chưa có, thế này xây xong lấy cái gì mà giá. Hả? Nợ thôi nhỉ. À, có tất cả là 7 anh em à? Đấy, đông thế này thì nhanh thôi nhỉ. 7 người thì nhanh thôi. À, còn đâu là phụ à? À, đây ngày ngày đầu tiên nhá mọi người nhá. Móng thì như những cái video trước cháu Hiệp đã chia sẻ rồi là làm xong rồi. Tuy nhiên thì cũng vì nhiều lý do, gia đình cháu Hiệp có công việc rồi là nhiều cái câu chuyện của nhiều hoàn cảnh khác nữa, thế nên là anh em mình cũng không có thời gian để đến đây chia sẻ. Anh em làm cũng được mấy ngày rồi cơ, nhưng mà hôm nay mới chính thức là đặt gạch. Trong một ngày thì anh em lên được 5 hàng như thế này là quá rực rỡ rồi. Chứ đang làm gì? Nhổ đinh ra làm gì đấy? À. Cái tre kia là chặt của ai? Ừ. Xin thôi hả? Ừ. Đấy, lâu quá rồi chứ không xuất hiện trên sóng truyền hình, đài truyền hình Tam Giác Mạch rồi. Thế nên là các bác cũng hỏi rất là nhiều đấy. Em có thể gửi lời chào tới những khán giả mà yêu quý mình. Vâng.
Chào chú, chào các bà nhá, chào khi cáp giả của anh Hì nhá, chào các chị, các anh, tất cả mọi người nhá. Có vất vả lắm không? Có chứ. Có hả? Vâng. Nếu mà vất vả thì nó mới đúng. Còn không vất vả thì nó không phải là làm nhà rồi. Vâng. Không có cái ấy à, không có cái nhổ đinh kìa. Không có. Cái xà cày ấy. Xà cày không có đâu. À. Vâng. Cả xóm mình không ai có luôn à? Không có đâu. Thế tóm lại là kéo điện về là có ai nói gì không? Không có ai nói đâu. Ờ thế sao anh kéo được em không kéo được nhỉ? Nhưng mà em kéo thì chậm chủ thua chậm nó chậm pha, nhưng mà chả biết lúc nó chậm thua tiền điện không biết. Cứ yên tâm nhé, có anh Hiệp ở đây thì trời có sập xuống thì anh vẫn cũng sập như em thôi. Đúng rồi. Chậm cho điết thám nó cho thua tiền điện cho biết. Ừ. Hả? Ờ mở bên kia rồi thì thôi bên này. Để kia cho mở đưa. Hả? Cái này cho mẹ đưa. À, nhà nhanh như này có nhà mới ở sớm rồi lại lên dọn nhà về thôi nhỉ? Ừ. Chê kia đâu cầu đỉnh quá, sợi gió to quá. Chặt bay cái bà đi hết rú. Ừ. Sáng mai bảo hai anh em chở vật liệu cho anh nhá. Ừ, bảo rồi mà. Ừ. Vâng. Răng móng ngon lành, mọi người yên tâm. À, bên dưới răng móng thì là dùng đá để mà xây, sau đó là vẫn đổ răng móng. Đại loại là công trình nào cũng giống như công trình nào thôi. Anh em thợ đã làm việc với chó Hiệp rất là nhiều công trình rồi, cho nên là không cần phải nhắc nhở hay là không cần phải trao đổi gì thêm về cách làm nữa. Đấy. Chỗ này chứa ngủ à? Ờ. À. Thế thì xây nhà làm cái gì nhỉ? Ở đây luôn thì đỡ phải tốn kém. Phải không? Cũng là nhà xây gạch quây vào thế. Vâng. Mái lại còn mái có 2-3 lớp liền hơn cả tôn xốp rồi thì ở đây thôi. Vâng. Chứ cái góc kia sẽ có gió bay bạt đi. À. Thế là chơi gạch vào là gió không thổi được đúng không? Vâng. Đấy. Nước niếc các thứ là còn ổn không đấy? Cầm một nữa. Chắc là anh nghĩ chỗ này vẫn đủ xây thoải mái. Cái téc chưa dùng đâu gì. Cái téc sắp hết rồi. Bảo anh em thợ là nước ít nên là đừng có tắm nữa. Một tuần tắm một lần thôi. Chả là được mấy ngày rồi. Hôm nay 3 ngày hôm qua tắm một lần. Được thế thôi. Cái nước này để xây còn nước sinh hoạt của em, gia đình em với cả là anh em thì cứ trong téc ấy thì nó ổn hơn. Trong này nhìn thế thôi, vừa mới giờ bơm được hơn một tuần thôi mà nó đã lắng xanh lét thế này rồi. Nước này thì không thể sử dụng ăn uống được. Đấy. Đủ chưa? Đủ giàn giáo chưa? Em xin đùa rồi, nhưng mà mai mới đi chằm á. À. Vâng. Làm sao làm để kịp thời cho anh em thợ làm nhá. Vâng, vâng. Thứ nhất là anh bây giờ anh đang bị một căn bệnh đó là rất sợ nghe điện thoại, nên đây là cố gắng làm sao để chủ động mọi thứ để anh em đỡ gọi anh nhiều. Vâng. Ừ. Bởi vì nhà mới em ở mà, nên là anh cũng thấy là em phải có cái trách nhiệm ở trong đấy. Tương tự thì bể phốt cũng sẽ là làm ở bên ngoài mọi người nhé. Sẽ là nối ống ra thôi. Nhà này thì không khác nhà của hai vợ chồng Ly Quân là mấy. Tuy nhiên thì do là hai bố con chứ thôi nên anh em chỉ làm hai phòng thôi, không có thêm phòng thứ ba, và cái diện tích nó cũng sẽ được thu hẹp lại một chút để cho không gian của sân nó sẽ được rộng rãi hơn. Để trong tương lai thì kiểu gì chứ cũng sẽ lấy vợ cho con trai, thế nên là cần phải có không gian để bắc giảm, hoặc là khu mà anh em thợ đang dựng lán ấy thì sẽ để dựng một cái nhà bếp củi làm kho, hoặc là có thể là nấu nướng cám lợn hay là cất rượu, bất cứ công việc gì. Đó, không gian ở thì vỏn vẹn là hai phòng ngủ và phòng khách thì sẽ thông ra khỏi nhà bếp, tương tự như nhà của Ly Quân. Trong bản vẽ những ngày đầu tiên anh em thợ đến thì các bác cũng đã được thấy rồi. Ván này không có một cái gì là khác lắm, chỉ có khác về diện tích thôi. Về kết cấu thì vẫn sẽ làm tương tự. Đó. Góc chỗ anh Hải là cứ khóa tường vào cho em nhé. Chặt lên tối.
mình mà nhà tài anh chia khóa càng nhiều hàng gạch càng tốt, nó sẽ chắc chắn hơn. Hoài mà căn này cần lầu mới đấy hoài. Ngắm màu. Chị hồ về cút sườn nha, lắc nắm chả cần lầu lại không biết sốt phốt đấy. Quỷ này nó chặt bẻ quá, nó tông được. Đình này. Dạ. Thế này thì tầm 3 ngày nữa nếu như mà không mưa thì sẽ khả năng là thu nóc rồi. Vật liệu thì luôn luôn đảm bảo cho anh em thợ làm. Và cần còn bột chát với cả một xe bột đá nữa là đang chờ chỗ hai anh em mà có vợ bầu 8 tháng đấy, đang sáng mai sẽ tiếp tục chở hoàn thiện nốt. Hôm nọ thì anh em ấy không chở bởi vì sao, bởi vì là mưa. Thứ hai là mọi người nhìn thấy là cả cái khuôn viên của cái nền này thì hiện tại là không có chỗ nào là có khoảng trống nữa cả. Do vậy là không thể tập kết vật liệu ở đây được. Gạch còn thậm chí là tập kết ngổn ngang ở dưới cả rừng thông này, đâm ra là cũng các em cũng không có cái chỗ này không cùng đâu. Chỗ tập kết nên là chưa chở. Không cùng đâu. Chân này không cùng lại, sợ có mua về chân này về thì không cùng. Cái cửa bàn bếp ga là để sẵn đây nhá, không? Hả? Chân này không... mở cửa ra nó mới thoáng cho em. Tao bảo trời gió hút hút mưa vào á. Ôi không không không. Không vào được đâu. Có chứ, là phải là có nữa chân về. Thế thì em thích thì em làm ở bên kia. Không không thích mở thì bí thì em ở thôi nhá. Đừng có trách anh nhá. Ok, thế thì không mở nữa, tùy thôi. Vâng. Ừ. Không để đâu, không để đâu. Cái em chứ thì em lo là mưa sẽ hắt từ ta lui vào thì nó sẽ hắt vào trong nhà. Cũng đúng. Lúc có mùa to thì nó có nước chạy. Giữa kia về thì sợ. Ừ, thế thì thôi cũng được. Trong rửa hết rồi. Ừ. Vâng. Thế thì phòng đấy thì tạm thời là để đồ nhé. Vâng. Còn phòng ngủ thì sẽ là ngủ bên dưới thì có cửa sổ cho nó thoáng. Anh trai thợ mới này ở đâu về đấy, anh kia? Thế? Chú của Khánh à? À, thế thì em chưa biết, chắc phải uống rượu với nhau mới biết được. Bệnh phình nhỉ? À. Ôi trời ơi, làm sao mà gặp được anh? Được thôi, anh ở trên kia ít, đâm ra là em không gặp là đúng rồi. À. Không phải xuống giao lưu với người giấy nhiều mới lấy được vợ giấy chứ. Lấy thêm vợ được mà, chính phủ người ta có cấm đâu. Quan trọng là vợ mình không cho phép nhỉ. Thế chứ, khó thật. Xong tất cả những cái chuẩn bị thì đào hố bể phốt nhá, Phật chứ nhá. Vâng. Ừ. May đào luôn. Ừ. Vâng. Ngày mai vừa chặt cây mà vừa đào luôn thì cũng hơi nhiều việc ấy, nhưng mà không sao. Tàn tù ba khơ à lu lu á chả lu lu bể cho ua. Chả nó ta ông cơ chả biết gì đâu. Ông cơ chả biết uống rượu thôi. À, ông cơ chỉ biết uống rượu thôi hả? Ừ. Chứ là có hút thuốc không nhỉ? Có một tí. Hút một tí à? Lâu mới hút tí. Và đã có khách thì mới hút, không có khách thì mình hút làm gì. À. Ừ. Thôi, thuốc thang không có gì tốt đâu. Cái này mấy nữa lại giả cho họ cái gì? Vâng. Cái này mượn của ai? Mượn của anh cậu của em ấy. À. Vâng. Cái này thì được 6 mét mấy đấy nhỉ? Vâng. Đấy, mấy nữa giả thì rửa sạch đập cái bột xi ra là được mà. Vâng. Ừ. Chả tháo đinh ra rửa sạch cái xi mặn hết. Ừ. Nên anh hỏi chú Cớ rồi, chú cho cây nhá, mai cứ ra đấy chặt.
Chỗ thì chỗ không có đâu. Đây gần nhà không phải à? Nhà không phải đâu, đi em xin anh của thà chú cấy đi. À bác, có. Bác hả? À, bác ơi. À. Thế là chỉ mua sống là, sống lợn à? Sống lợn và giàn giáo là chỉ mua là. Không có đâu. Vừa nãy như mấy đi xin về nữa. Chỉ lo mua là. Hả? Chỉ lo mua là. Mua mà. Ờ. Bên mông mà mù thò mà ca mũi phử cháu sẽ tạo tạo gì à? Nhà tạo à. Ừ. Chỉ vô nhiều. Chỉ vô là. Bên mà ít tù ba ít tù sư lỡ. Nhân đi à. Ừ. Do như mà thả từ mò mà chỉ mua từ từ xuống. Gần nhau mà nó không lấy tiền đâu. Ừ. Nhưng mà phải cầm pép rượu đi xin phải không? Vâng. Đấy, anh biết mà anh cũng đi cũng xin, mong anh uống biết một chiếu thì nó bảo là để bao nhiêu thì cứ chặt đi. Ừ. Bây giờ dần dần là ai cũng xây nhà, đâm ra là cây thì chỉ để ăn măng thôi. Vâng. Với cả rào vườn thôi. Vâng. Tuy nhiên thì mình cũng vẫn phải trân trọng nó, bởi vì là không có nó thì cũng rất là thiếu nhiều thứ đấy. Vâng. Hôm qua đổi giàn có ai đến hộ không? Có đó, hôm qua đi anh cậu của em ôi đi trồng mua hết rồi. Tuột cái thước kia rồi. Đóng đinh vào. Đúng, nhưng mà phủ vẫn sướng, nó hoài, nó vẫn mới thời gian nghỉ ngơi. Ai mượn thì bảo lúc đó mượn mà chờ ăn khác thôi. Dòng thì mượn được là lễ đi đâu mà. Mình đang cho mẹ bay đâu rồi. Sao không có cái ngựa? Sắt 6 còn không? Sắt 6 còn không? Sắt 6. Ừ. Sắt 6 chặn hết rồi. Hết rồi. Vâng. Cả sắt sắt đấy thì to và móng hết rồi. Vâng. Ừ. Đấy, cái rằng như thế này em cứ lo cái gì, động đất còn không hỏng được, lo cái gì? Đụng cầm thế này thì cũng lo cái gì. Ừ. Cao dày với cả có sắt thì lo gì. Vâng. Bây giờ sân của mình sẽ là ở thấp như này. Để mưa nó rơi vào sân thì nó cũng sẽ không bị hắt vào trong nhà, hiểu chưa? Vâng. Đấy là lý do vì sao anh bảo em là phải đổ cái giàng mau lên cao. Với cả trên này thì đặc điểm của trên này là gì? Rất là nồm. Mưa ẩm là nhà của em sẽ rất là ướt. Nên làm càng cao thì cái nền nhà của em sẽ càng khô. Đúng rồi. Mình ở sẽ sướng hơn. Vâng. Đấy. Người Mông là cái gì? Có cái thói quen là gì? Làm nhà bên trong nhà bằng ngoài sân rất là bẩn. Quét nhà dễ thật nhưng mà trời nó bào quá thì nó chẳng ít có nó vòm nhằm hết rồi. Trẻ con chơi thì cứ đi đất xong là về là đi cả dép vào trong nhà, như thế ở rất là bẩn. Vâng. Đó. Công việc của em thì không có nhiều đâu, chỉ phục vụ những cái mà anh em người ta không làm được thôi. Ví dụ như là cây làm ráo này. Đấy, lo nước, lo điện các thứ này. Vâng. Rảnh thì hộ anh em đun một hai ấm nước. Cái đấy là góc độ quan tâm của em với anh em thợ thôi, chứ còn em mà không giúp những cái đấy thì họ cũng vẫn hoàn thiện, nó không vấn đề gì cả. Đúng rồi. Nhưng mà anh đã nói là bất cứ nhà nào cũng thế, khi mà mình được các bác giúp đỡ mình như thế rồi thì mình cũng nên có một cái sự đóng góp công sức của mình vào căn nhà của mình, sau này mình ở mình nó mới phát tài phát lộc. Vậy. nó mới có ý nghĩa, hiểu không? Vậy. Ừ, chứ không phải là anh ép mẹ bắt em làm hay là bắt buộc phải làm là để làm gì đâu, chả có cái câu chuyện đấy đâu. Không biết là hai thanh niên chở dưới kia xong chưa, sáng mai bắt buộc phải về chở cho mình nhé. Vừa đấy mới gọp rồi. Ừ. Cậu nó bảo là nó bảo sáng mai chở rồi mà anh Hiệp lại chở... có tiền cho nhá, bảo thế thì tranh. Bột đó, bột mà bột đá mà côn. Ừ.
mà đinh thế thì tia lính để nhau thay luôn. Làm lộng ảo đấy sò. Đó là chú ăn cái mũ. Chả nô đó. Dù ven chẳng ngon và nên nó có máy sướng rồi quá. Xăm quá. Lán đã thơ. Lán này lắp thì ho tốt. Cái búa không thấy. Mấy người một cái rồi mà. Bây giờ em lấy con dao, đâu cho nó vướng nhỉ? Dạy quật làm móng thì cũng được.
Rồi. Chả hôm qua bê xi vào đùa cái móng đây. Đáp nó chạy kể vào chữ này. Thank you.
Nhưng mà luôn là chúng ta có điểm luôn. Sẵn sàng sửa cua mà đấy. Hả? To nhỏ ấy. Cái viên đập đôi ấy. Tắt một tí rồi nhỉ. Cứ hai nhỉ. Mặt rồi. Bây giờ cái mặt trời nó đi xa một tí rồi. Nó gần đến là cọ rồi. Đây không để cổ sủa anh. Không, không để. Sạch thật luôn nhỉ. Đẹp nhau quá nó. Bé tí này để làm gì? Vâng. Đây có cuộn để. Viên thì có bao nhiêu ăn bao nhiêu đỡ phải chặt viên 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 đấy. Cái cơ 80 là phải tính đây anh đặt hai viên về đỡ phải tí đỡ phải đặt cái đầu của nó vào à. 80 à? 80 phải có 82 này mai cầm về nó mới 80 chứ. 80 gì có 90 luôn. Gạch nhá. Được thế thôi anh cho 80 thôi. Tám mươi cứ to có người đông quá hả gọi là có người đông quá gọi là cho to đông cho nó bé tí vô vô sát ta thế là tổng 80 xíu đây cái ông này mới cái ông là tổng bột thiết đấy rồi cái ông hủ cái ông hủ nó phiên chua rồi nhỏ đấy rồi nhiều ngày hay là nó có hoa ngà thì nó phiên chua thế à nhỏ đấy nè người chỗ tôi cắt nó phiên chua. Lòn thôi, mình đang thấy cả nước anh là lò à. Cái gì phải chết lan lên. Rồi, tí... Rồi, tí tóc quá thả luôn, nó có thả lũi chút mạnh đâu à. Năm, tám. Cái này mà. Cửa để kia đấy mà. Đấy là phải làm sai thật một phát. Đây cũng có cai người Mông mà cho nên là có gì cũng hỏi cai nhé. Đó, có à, bạt thằng người Mông à. Bạt thằng người Mông. Cái chúa người Tây cứ biết nó người Mông.